Nết hơi chậm đến từ pha dọc bóng nhưng vẫn có cơ hội để take over với từng một bắn nhau tầm xa như thế này, nhưng có vẻ như bắn nhau đang không ổn đến từ pha dọc bóng rồi. Nhưng Hatsawat lại làm quá tốt phần việc của mình và cả Sinh cũng đã ngã xe. Ba ông đến cứu rồi cuối cùng lại để cái ông ở trong nhà là người xử lý cuối ạ. Rất khổ dành cho Capybara ở trong pha thi đấu này. Còn với Arctic thì thôi, tôi nghĩ rằng là họ đang tan vỡ rồi. Họ đã mất đôi và họ có thể sẽ mất hết luôn khi mà cả Omochidaten cũng đã bị bắt lại. Và đó là một cái top 16 dành Arctic Gaming. Top 15 cũng đang đến rất gần với các thành viên bên phía của Pixelstar, khi họ chỉ còn lại một người bên trong khu căn nhà này với một khẩu súng cối làm điểm tựa. Thực sự không nhiều cơ hội dành Capybara, và Capybara vẫn đang cố gắng quẩy, nhưng quẩy làm sao được với 4 player của Titan 5 đang chờ đây. Positive mental attitude có làm được gì hay không đây? Nhưng mà tôi nghĩ là lạc quan lắm đấy. Nếu mà biết được rằng đối diện mình là ba người của Cerberus Esports thì chắc là cũng phải buông súng thôi. Ampit vừa có một tình huống knock out đi được tên Imat và chưa biết được chuyện gì đã xảy ra đâu Cerberus ơi. PMA họ đang hội quân lại, họ sẽ all in vào Cerberus Esports ở trong pha này để có thể vào bo. Và vị trí của Hoàng Long, một góc bắn tốt, Hoàng Long đã có một. Hoàng Long liệu rằng thể làm đôi không đây? Hoàng Long đã headshot được một người rồi, Hoàng Long đổi góc rất hay. Nhưng Hoàng Long không thể vượt qua được Teddy ở trong pha thi đấu này. Giờ thì chiếc ba lô ba đó sẽ thuộc về bên phía đội hình của PMA. Một món hời rất lớn, tài con đã mất Solonji. Chúng ta còn lại một người cuối cùng. Tài vẫn đang phải đuổi góc liên tục, nhưng góc của Tài thì không còn nhiều. Địch pop flat lên và nó sẽ là một tình huống all in đến từ các thành viên của PMA. Tài đang muốn đánh một. Tài con đã từng có rất nhiều những pha clutch kiểu như thế này, và Tài có thể một lần nữa làm kinh hoàng cả thế giới không đây? Tài đuổi góc quá hay. Tài đã xuống được ở đằng sau lưng các thành viên của PMA rồi. PMA vẫn đang tìm, không ai thấy Tài con cả. Wow, một kỹ thuật ẩn nấp sau làn khói là quá tốt đến từ Tài con, và Tài đã có mặt ở tầng 1. PMA thì cứ đi tìm ở tầng 2 nhưng không thấy Tài đâu hết. Và PMA nhảy hết qua cửa sổ xuống, liệu kịp hay không đấy? Ôi, sát thương lại đến từ Đăng Khoa Gaming. FW Esports cản spell lại, nhưng đấy là một điều không tốt dành cho cả hai đại diện Việt Nam. Tìm thấy người bị đâu vào trước đó, Tài con có một, Tài con cố gắng bắn ra đó. Ôi, hết đạn mất rồi. Tài có 30 viên, Tài làm 3 một cục, thì làm 4 đến từ Tài con ơi. Sắp xong rồi. Đang kẹt ở giữa hai team đến từ FW Esports. Sau lưng thì là các thành viên TE, trước mặt cũng là đội hình của Qconfirm và Đăng Khoa Gaming. Cái viễn cảnh tương tự cũng đang xảy ra khi họ rơi thẳng vào một khu vực đã có chủ. Nhưng đây là trên mái mà nó khuất đi khỏi tầm nhìn của Rosis the Junior, nên có lẽ là Đăng Khoa Gaming họ vẫn sẽ được an toàn thôi. Có chắc là an toàn không? Rosis đã tìm thấy Hoàng rồi. Bóp cò lúc nào thôi. Tạm thời thì nếu mà Hoàng cứ làm đúng cái quỹ đạo này, cứ ra ngõ rồi thụt vào thì chắc là cũng không mất được cái mạng này. Nhưng về lâu về dài, nếu không biết được có người dưới chân mình thì điều đó sẽ vô cùng nguy hiểm. Tanadon đang có Dragunov với 6x. Nhưng ở trong thành phố này thì không chỉ có một mình bên phía đội hình T5, chúng ta còn phải lo thêm cả Fury nữa. Cùng lúc đó thì New World Esports lại mất thêm cả Nelty rồi. Như vậy là cả Long Ca, cả Nelty đều đã bị confirm. Đồng nghĩa việc trong lineup New World hiện tại sẽ chỉ còn Chí Duy cũng như là T1706 thôi. Một cặp đôi tuyển thủ mà về kỹ năng cá nhân cũng không phải là dạng vừa. Tuy nhiên thì họ đang phải nhận một cái bất lợi rất là lớn ở trong phase thứ 3 này, khi chúng ta vẫn còn quá đông những cái đội tuyển khác xung quanh. Armory Gaming cũng đã bắt đầu khai hỏa và PMA đang là nạn nhân trực tiếp. Cả Unicorn Cyber Esports cũng đóng vai trò làm kẻ thứ 3. Và chắc chắn là Unicorn Cyber Esports sẽ là đội tuyển thoải mái nhất với cuộc chiến tay 3 này. Còn với đội hình của Đăng Khoa, bắt đầu có những cái dấu hiệu không lành khi mà đã có một người phải nằm xuống, đó là vị trí của Jun. Một khu vực như đã đề cập, có đội tuyển đã chờ sẵn. Thì việc mà Đăng Khoa Gaming họ mù thông tin, họ bị bắt lại một cho tay hai người cũng là một điều chúng ta phải chấp nhận. Hai quả cối bắn về phía đội của anh chàng Xích Xác nhưng mà nó không hiệu quả. Trong khi đó thì Notch, Nobuo, Hagop đã Akita đến từ Exoclan. Exoclan đã bị xé lẻ. Và bây giờ thì họ có 3 người di chuyển cùng nhau. Mất đi Akita là một điều không thể tránh khỏi rồi. FW Esports đã hạ gục được Dimasti đến từ Armory Gaming. Và DX Vulnerable đang tận dụng cái hướng ở phía đằng sau lưng bên phía Exoclan để có thể tiến vào. Nhưng TE không phải là đội duy nhất muốn làm điều này. Hãy nhìn kìa, ở gần đó còn có thêm cả bên phía đội hình của Armory Gaming thì phải. Smell Knock Out Rosison đến từ T5 và top 13 của New World Esports với những điểm kill dành cho Alex của Archangel Predator.
chúng ta cũng không muốn được nhìn thấy một chút nào cả khi Archangel Predator cũng đang ở ngay phía trên các thành viên của Unicorn Cyber Esports cũng như là cả đội hình của New House. Đó là những đại diện đến của Việt Nam của chúng ta. Còn trong pha thi đấu này, EXO Clan sự hủy diệt hoàn toàn khi mà Q Confirm không cho một cơ hội nào cả. Vẫn còn một nết, và đây sẽ là quả nết quyết định tất cả đến từ cái thành viên của Titan Phi. Thêm cả Fury đang bắn sang nữa và thôi hỏng rồi. Hoàng cũng như là Juni đã bị knock out mất rồi. Smell bỗng chốc trở thành người cô độc nhất ở trong trận thi đấu này khi mà Smell gấp thi đấu thì không đẹp. Giờ thì vào bò kiểu gì khi mà chỉ còn lại một mình đây. Không chạy nổi đến từ Smell nữa và đó là top 10 dành cho Đăng Khoa Gaming. Giá như mà họ không bị Fury bắn vào cũng như quyết định đó vẫn đẹp. Ngoài ra cũng tính đến cái trường hợp khác, đó là nếu họ bỏ quá Hasawatt, họ bắt những người đằng sau. Và sau đấy thì cả Smell cũng như là hai người còn lại ập vào để có thể cô lập Hasawatt thì sao? Từ từ. Nãy lúc minimap zoom lên, em không tìm thấy TE. Hình như là họ đang đi vòng ở phía bên ngoài thì phải. Ồ, thoáng đi một chốc quay trở lại nhìn thấy Unicorn Cyber Esports thì chúng ta có thể thấy là họ đang có một khu vực ở giữa trung tâm bo. Còn TE thì bây giờ đang bắt đầu phi vào với nhau. Tam Thất là người đầu tiên phải nằm lại thì vẫn còn tận 3 tuyển thủ nữa bên phía của The Expendables. Và điểm tấn công của họ sẽ là khu vực nào đây? Tôi đang rất mong có một góc cam của các đại diện đến từ Việt Nam ở trong thời điểm này. Vì những đội tuyển đến từ Việt Nam của chúng ta đang có những cuộc combat căng thẳng bậc nhất. Titan Phi thì đang muốn móc vào các thành viên của FWE Sport. Một quả nết đến từ Patapong và cái họ này hút đồ cực kỳ luôn. Bot Flux đã bị bắt. Hai người còn lại lên xe. Thì có chạy nổi hay không nào? Chắc là không chạy nổi, chỉ có thể đáp nết lên để có thể cầu may đến từ đội hình của FWE Sport thôi. Nhưng nết của họ lại không đủ sát thương. Nhưng vấn đề của Titan Phi, kẻ địch không chỉ đến từ trước mặt, đằng sau lưng họ vẫn còn đó là một tuyển thủ bên phía team Armory Gaming. Và nếu không cẩn thận, có khi Titan Phi sẽ bị móc tới chết ở trong pha thi đấu này. Đó là một pha vô cùng nguy hiểm, nhưng FWE Sport thì có quá nhiều mối lo. Shanh knock out Patapong đến từ bên phía đội T5 và T5 chỉ còn đúng một người cuối cùng thôi là Taradon. Cố gắng vừa bò vừa trốn, nhưng Armory Gaming thì cũng ở trong thế tương tự, cả hai bên đều có một người. Và muốn trở thành người duy nhất, con rắn duy nhất ở tại khu vực này chỉ có hạ gục đối phương thôi. Nhưng mà có vẻ như là FW họ đang muốn diệt cỏ tận gốc chăng? Không phải. Chỉ là một nhịp đổi xe để có thể lấy góc cover đến từ bên phía FW thôi. Còn với các thành viên của TE, một nỗ lực tuyệt vời đến từ Ninja2K để có thể lấy thêm về cho mình những cái điểm kill, knock out được Ikamuka một lần. Không biết là có cứu được hay không khi mà trông bên phía đội Fury cũng đang khá là cân nhắc. Destroy của Unicorn Cyber Esports cuối cùng cũng đã bị hạ gục bởi Alex sau khi đã chảy máu hết. Chúng ta đang còn lại 6 đội tuyển sau cái chết của Armory Gaming. Petret bắt đầu khai hỏa rồi, cứ nhìn ra bên phía đội FW Esports. Và nếu mà anh ta kiên trì tìm thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ thấy cả Thanaro đến từ Theraton 5. Thậm chí là Petret còn nhìn sang được thêm cả các thành viên Archangel Predator nữa. Góc thi đấu outboard nhưng vẫn đủ lượng thông tin để có thể tìm đường vào tới từ bên phía Q Confirm. Khi họ đã có hai người ở sẵn cánh 6 giờ của bản đồ rồi, một vị trí rất đẹp dành cho Q Confirm tại giai đoạn này. Họ bắt thêm được cả Thanadon và tiễn tiêu được thần phai đi ở vị trí top 6. Nhưng liệu chúng ta có thể vượt qua được một Q Confirm rất đông và hung hãn hay không đây? Bắn khởi đầu là tốt đấy trên Sapao rồi. Bao được nửa kỳ đối phương nhưng Demon lại là người nằm xuống. Fury bây giờ chỉ cần không mắc lỗi thôi, giữ chết cái khu vực high ground này thì 100% cái vị trí ăn gà nó sẽ phải là của họ khi các đại diện khác bắt buộc phải cạnh tranh với nhau. Fury đang được free shot, Flux có một, Ikikamuka cũng vậy. Và bây giờ thì Unicorn Cyber Esports hay thậm chí là cả những đội tuyển còn lại không có cơ sở để có thể chống cự với góc high ground của Fury. Hoàn toàn thoải mái đến từ Ikikamuka, nên tôi nghĩ rằng anh ta nên nắn nó được một chút nữa. Trong khi đó bên phía bên này, Chixing đã đẩy lên với mức khẩu MG3. Và một thứ vũ khí ở bên trong hòm thính, chúng ta có thể thấy sức mạnh của nó là hoàn toàn vượt trội. Hai điểm kill được cộng vào thêm cho vị trí của Chixing. Khẩu súng cực kỳ mạnh nằm trong tay của Chixing. Và bây giờ thì Q Confirm cũng đang quyết định là đẩy top 5 cho FW Esports với điểm kill Banana One thuộc về Fury. Lại muốn drive by nhưng hơi khó một chút, của MG3 khá là nặng. Top 4 của Q Confirm. Ikikamuka tiếp tục có mạng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có tình huống 1-1. Kẻ tám lạng người nửa cân ở trong trận đấu này, nhưng bây giờ mọi thứ đang lệch dần về phía của Fury rồi. Fury sẽ không để cho các thành viên của Archangel Predator có thể cứu lại nhau một cách dễ dàng khi mà Flat đã chủ động mở cánh. Một góc thi đấu có tầm nhìn đến từ Flat, và Flat đã nhìn ra chân của đối phương. Flat đang sấy, Flat có được mạng của Dan. Archangel Predator còn một.
Và với ngần này flash, ngần này nết, tôi không tin Fury có thể thua được. Và đó sẽ là một cái top 1 gọi tên Fury, cũng làm cái top 1 13 kill để có thể kết thúc lại những map thi đấu Angel ở trong giai đoạn vòng 3.